Xin cảm ơn thầy và rất biết ơn thầy, vì là trong những cái khoảng em nhớ rõ là năm 2014, lúc đó là 30 tháng 4 mùng tháng 5, và em đã ra đi từ một cái làng quê rất là nghèo, đó là một nơi hẻo lánh ở Đại Từ của Thái Nguyên, và cũng bước đến với cái lớp học đó là lớp học đánh thức giàu có đầu tiên. Và trong suốt khoảng 2 năm 2014 đấy thì cũng theo dạy rất nhiều những khóa học. Mình tự nghĩ rằng là như này, mình đi làm rất là vất vả từ sáng đến tối như vậy, và thực sự ra là từ sáng, chính xác là có những hôm là gần như là ngủ đường, và ngày chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng ấy, nhưng mà tiền nó vẫn không có. Thì mình muốn là đi tìm một cái gì đó mà nó mong muốn cho mình kiếm tiền tốt hơn. Một cái câu hỏi thức tỉnh em lúc đấy là có một anh đã nói là bạn nhân số tiền của bạn hiện tại so với thời gian bạn nghỉ hưu thì có nên là mình làm nốt công việc của mình đó hay không. Và em nhân lúc đó thì lương tháng khoảng chục triệu gì đó, hoặc là 12 triệu, nhưng mà phải hai vợ chồng lúc đó thì cộng với một người con nữa. Mình nghĩ rằng là mình chỉ làm được khoảng 20 năm, và 20 năm lúc đấy thì mình nghỉ hưu thì mình đâu loanh quanh đâu đó khoảng có 3 tỷ. Nếu như mà xây nhà và cộng với mua xe ô tô, nếu có ao ước của xây nhà mua xe ô tô thì liệu rằng là mình không ăn không ngủ và mình không mặc có được không ạ? Và chính từ lúc đó thì em mới tìm đến thầy. Và suốt hai năm 2014 ấy, thì trên cái hành trình đó thì em cứ vừa làm và vừa đi học. Tiền lúc đó nó không có, thì đăng ký những khóa học rẻ rẻ của thầy, đánh thức giàu có, tinh thần doanh nhân, giải mã thành công. Lúc đó thì em cũng không vào Eagle. Cho đến là sang tháng 3 của năm 2015, em nhớ rất rõ là lúc đấy thì quyết định vào Eagle, thì tiền lúc đó thì nó không có. Thì quyết định đăng ký vào Eagle thì phải chia sẻ với anh chị rằng là lúc đó thì cả nhà, cả họ cản. Thì lúc đấy thì có, em rất nhớ là làm đi học như vậy, thì đi học thì thầy thì tắt điện thoại, và lúc mình đang làm nghề sửa chữa thì mình cảm thấy rằng là nó rất là bận bịu, rồi thì bên cạnh những người rất là bẩn, tối thì ngủ gầm xe, thậm chí có những hôm ngủ xong dậy thì làm luôn, vất vả như vậy. Khi đi học thì mình tắt điện thoại, và gia đình có gọi điện thì không được, thì em chú có nói rằng là anh đàn đúm gì mà giờ này vẫn chưa về, con thì ốm. Thì lúc đấy thì về cơ bản mình cũng không ăn nói, thì mình cũng không được lưu loát, bởi vì là một người sửa chữa suốt ngày tiếp xúc với sắt và không biết nói gì cả, cũng không biết tranh đấu nó như thế nào. Thế thì em chỉ có nói có một câu là thôi thì xảy cha còn chú, mà xảy mẹ thì bú gì thì mày hộ anh. Và vẫn cứ tiếp tục như vậy, là lại tiếp tục vừa làm vừa đi học. Cho đến khi em quyết định vào trong Eagle là của tháng 3 năm 2015, thì em bảo vợ là chuyển cho anh chuyển gì mà nhiều tiền vậy, có bị lừa không? Em chỉ nói vợ là thôi em giúp anh, nếu như trường hợp mà thành công thì vợ chồng mình sẽ có cơ hội tiến lên, còn nếu không thì lúc nào anh bảo là cầm quần áo thì một là theo anh, hai là em có thể về nơi em sinh sống. Đây là câu chuyện rất là thật đấy. Thế thì vợ em bảo thôi tùy anh, nên vợ em đi chuyển tiền. Em nhớ là cầm cái tờ giấy của Hằng vứt trong túi. Nhưng chia sẻ các bạn, lúc đấy là mình đi học là đi trời rét và mình đi bằng xe máy. Tức không có khóa học nào của thầy thì là mình sẽ đi xe máy từ đó, xong rồi học xong một cái thì lại lên xe máy. Nó không có điều kiện như bây giờ, lên xe máy lại có thể chạy về, lại tiếp tục mưa, có lúc về nhà tay nó cứng không thể lái được xe, mà mình lại về nhà 3-4 giờ sáng, rồi lại bắt đầu tiếp tục công việc của ngày hôm sau. Và nó cứ như vậy, nó trải qua. Thì cho đến khi học xong Eagle thì nó vẫn chưa phát triển. Cho đến còn em nhớ rất rõ là hết năm 2015 thì thực sự ra là mình vẫn không thể thoát ra được nó được. Và mình lại vẫn tiếp tục theo học thầy, cứ liên tục như vậy. Đến hôm nay thì phải chia sẻ với thầy là mình có thể nói cầm mic như này, ngày trước thì nói lắp và đặc biệt là không có thể nói được và không có trình bày được bất kỳ vấn đề gì cả. Và thầy vẫn hay chửi mình là cái thằng này rất ngu. Thì giờ vẫn thế mà. Vâng. Và cái điều ngu đấy vẫn tiếp tục diễn ra cho... Tức là năm 2014 thì không vào Eagle, nhưng mà sau tháng 3 năm 2015 thì gặp lại những anh em vào Ultimate Channel, đều thấy họ có một cái gì đó phát triển rất là lớn. Thực sự ra là mình không thể hiểu được rằng là tại sao cứ họ đứng ở bất kỳ một nơi nào đó thì họ lại thu hút rất nhiều người đến với bên cạnh họ. Thì em đã không vào Ultimate Channel năm đó, và đấy là một điều mình rất là hối tiếc. Và hết năm tháng 3 năm 2015 thì đến... Em nhớ rằng là đến quyết tâm là lại
đóng học với thầy và quyết tâm vào Ultimate Channel của tháng 12 của năm 2016, 2015. Thì lúc đó thầy có nói rằng là rất nhiều người đã nói rằng là lúc đó là Internet nó chưa phát triển như bây giờ, thực sự là chưa phát triển như bây giờ. Và thầy có nói rằng là như này, kinh doanh thì bắt buộc phải Internet, và nếu như kinh doanh thì phải đa kênh. Và rất nhiều trong chiến lược, trong Trại Đại Bàng, khi em học được hai lần, lần thứ ba thì em ấy, vì mình chậm, phải chia sẻ với anh chị rằng là em thì thực sự ra là tốt nghiệp hết cấp 3, nhưng mà thực tiễn ra thì nói thật ra là đến bây giờ thì ngoài cộng trừ nhân chia ra thì không biết, bởi vì lớp 3, cấp 3 và cấp 2 mình cũng không học. Kiến thức của mình trên thực tiễn ra nếu đánh giá, thực sự bây giờ chỉ là một người cấp lớp 3 thôi, không hơn, không kém. Nếu mà bây giờ đưa toán lớp 3 là em không làm được, bởi vì lúc đó là con số mình không biết, tất cả mọi việc mình không biết. Thế thầy chỉ nói là đa kênh, thì lúc ấy về mình bảo thôi thì đã đi học rồi, đã đóng tiền rồi thì tiếp tục vẫn cứ phải làm và liên tục vừa làm công việc hàng ngày và cộng với là làm việc đa kênh. Thì thực sự ra sự phát triển nó bùng nổ cho đến tháng 3 của năm 2016. Thì lúc đó là em có nhờ về thầy, có nói là bây giờ nếu mình không biết làm thì mình phải biết là cái người có nắm được chiến lược, nắm được tư duy và nắm được cách kiểm tra và đo lường. Và như vậy mình làm rồi mình sẽ cho đội nhóm làm, thì trên thực tiễn là mình không có đủ thời gian mình làm thì mình sẽ thuê. Lúc đó là em đánh liều là thuê hai người. Đầu tiên là một người giả cho người ta 5 triệu và mình phải làm một công việc khác để mình trả lương cho họ. Và khi mình trả lương cho họ như vậy thì cái người đó họ nói rằng là đến tháng thứ 3, tức là tháng 12 của năm 2015 là lúc bắt đầu thuê người đầu tiên làm kênh, làm online. Và họ ngồi đó để set up kênh và đăng bài trên Facebook và đăng bài trên Zalo. Cái lúc đó nó không có hiệu quả thì cái bạn đó, bạn nói là như này này, anh ấy trả em như này mà không có hiệu quả thì thực sự ra là em rất ngại. Thì em chỉ nói một câu là như này này, việc của anh là trả tiền, còn việc của em là làm. Và anh chỉ gì thì em làm đó. Thế thì bạn ấy, bạn nói là thôi được, vâng, thì anh cứ làm như vậy. Thì thực tiễn là đến tháng 3 năm 2016 thì bắt đầu hệ thống em nó bùng nổ. Và lúc đó em sẽ tuyển thêm người, và tuyển thêm bạn thứ hai và bạn thứ ba, bạn thứ tư, bạn thứ năm, và bây giờ là tổng thành là 9 bạn. Thế thì khi hệ thống nó bùng nổ thì là một điều vô cùng tuyệt vời. Chỉ đến tháng 12 của năm 2016 thì doanh số của em nó tăng gấp rất nhiều lần. Anh chị biết rằng là lúc lúc đó thì từ khoảng bán được khoảng từ khoảng 4 5 7 xe cho đến lúc, thì lúc đó là bình quân mình lên khoảng 50 xe. Thì anh chị biết tính là nó khoảng 50 xe mà nhân nó khoảng cứ đều đều khoảng 300 một xe thì anh chị biết là doanh số nó cũng quá lớn đúng không? Nhưng mà cái điều thực sự nó bùng nổ cho đến tháng của năm 2017, 2018 thì tháng nhiều nhất là em đẩy ra thị trường là 94 xe ô tô và bán khắp cả nước. Thì đấy là một điều vô cùng tuyệt vời. Và cái chiến lược đa kênh của thầy thì cũng như bạn Thắng bạn vừa chia sẻ, thì em thì thầy nói là đa kênh thì cũng chẳng biết đa kênh như nào. Thì về thì mỗi một thứ thì làm khoảng 10 kênh, số điện thoại thì đầu tiên một số, thấy nó nhiều người gọi quá thì tăng lên là 10 số, và toàn số đẹp, có khoảng 3 con 6 hoặc 3 con 8 gì đó. Và sau khi 3 con 6 con 8 thì cũng có rất là nhiều Facebook, và có khoảng 4-5 Facebook, bởi vì là sau khi quá trình mình làm liên tục như vậy thì nó sẽ có một vài Facebook mình bị đi sai thì nó khóa. Thì cứ như vậy thì mình có khoảng 10 Facebook, và cứ liên tục như vậy thì khi mình bị khóa cộng với lại mình đẩy lên các page mà chéo nhau như vậy thì mình không bị khóa nữa. Và hệ thống kinh doanh của mình đến thời điểm này thì em có đi học thì ở nhà thì các anh em vẫn bán bình thường và vẫn ngày vẫn được khoảng 3-4 xe gì đó. Thì đây là một kênh Facebook của em thành lập được 4 năm, YouTube được 4 năm, và Facebook thì bây giờ cũng có khoảng fanpage có khoảng gần 100.000 follow gì đó. Và rất nhiều những cái kênh nhỏ nhỏ khoảng 70.000 người đăng ký, có khoảng Xế Hộp và một vài kênh khác nữa. Đây là những video đầu tiên mà chia sẻ với thầy, là những ngày đầu tiên ấy. Thì ở trong Eagle và trong Ultimate Channel thì chia sẻ với anh chị rằng có rất là nhiều những chiến lược, đặc biệt là càng vào những khóa sâu anh chị mới biết rằng là cái kiến thức của thầy rất là mạnh mẽ và nó rất là kinh khủng. Thực sự ra là nó cái sự ngỡ ngàng đấy chỉ có những ai mà càng vào những khóa học sau thì mới biết được. Đây là những khóa học, nó là khóa học mới, thì cái lượng kiến thức của anh chị học nó như thế này. Nhưng mà nếu mà vào Eagle thì anh chị biết là anh em sẽ phải làm bài tập từ sáng đến đêm, từ sáng đến đêm. Bên cạnh nữa thì cái cuộc sống của mình nó thực sự thay đổi. Bên cạnh nữa thì cái điều mà em hạnh phúc hơn đó là sau cái khóa của thầy thì cũng mang được mẹ và tất cả rất là nhiều anh em đến, và đặc biệt là cũng tạo nên một cái người vợ có một phiên bản thứ hai nó vô cùng tuyệt vời sau cái khóa lập trình vận mệnh ở Sapa vừa rồi ạ. Rất cảm ơn thầy. Ơn bạn. Rất tuyệt. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy sự kỳ diệu như vậy, giơ tay lên nói thôi. À, đừng tin họ nói. Đây là điều tôi vẫn chia sẻ với các anh chị. Bởi vì thế này,
Anh Mạnh anh thành công bán được 94 cái ô tô. Vì anh có gần 10 năm chui dưới gầm ô tô. Thấu hiểu ô tô như một người thợ máy lành nghề. Ta cũng đi bán ô tô chưa chắc đã được. Vì anh ấy rất hiểu ô tô. Anh ấy có thời gian dài tiếp xúc với các chủ ô tô. Nên ngu thì ngu thật. Ngu học thôi. Chứ còn chuyện đời không ai bằng anh ấy trong cái lĩnh vực của anh ấy. Nên ta phải hiểu như vậy. Mạnh đều là những người không biết ăn nói. Vì là trước đến giờ chẳng dùng cái việc ăn nói vào cái việc gì. Yeah. Thì ta cũng nghe vậy, ta biết vậy. Nhưng mà rõ ràng họ phải là người hoạt ngôn đấy chứ. Chỉ có điều là sau thời gian không dùng thì nó mất. Chứ còn ăn nói thì phải luyện thì nó ra. Vậy thì ở với tôi, luyện ăn, luyện nói, đúng là luyện ăn đấy. Luyện cầm từ cái ly rượu, luyện cầm từ cái sắp bàn, sắp đũa chứ không phải không. Đúng không ạ Toàn? À, tôi mắng hàng ngày đấy. Tôi nói thật, tôi còn kỹ tính hơn cả bố vợ. Vì tôi đang luyện để lên chức bố vợ mà. Ngày nào tôi cũng mắng cái thằng này mỗi lần dọn cơm, dọn bát, dọn đũa trong suốt từ đầu năm đến giờ. Có một cái việc là nó một con một. Đấy hàng Toàn. Con một. Thế là ở nhà là các chị dọn bát cho ăn, bố mẹ dọn bát cho ăn. Thế đến giờ tôi gọi nó ra ăn, nó còn không ăn. Nó còn bắt tôi dọn, bưng cơm cho nó tận ghế. Ăn mắng suốt ngày, lần nào cũng bị mắng. Trẻ thì tôi coi như là con cái trong nhà. Lớn tuổi thì tôi cũng phải dỗ như cha mẹ tôi. Nên là tùy thuộc. Chứ không phải ai tôi cũng dám mắng dâng quát đâu các anh chị. Tùy. Thế còn trong gia đình thì cũng thế thôi. Mọi việc. Việc của anh chị như việc của tôi. Cuộc sống của chúng ta gần nhau. Chúng ta gọi ngày hôm qua. Có 10 thứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Làm chúng ta trở nên những bậc thầy thông thái. Thì cái thứ 8. Đấy chính là thuộc về một nhóm mastermind. Các anh chị còn nhớ 10 cái không? Cái 9 là gì? Cái 9 là nỗi sợ. Cái 10 là ma túy và rượu. Thì cái số 8 có 10 cái, 8 cái tích cực. 10 cái mà kích thích cái con người chúng ta trở thành bậc siêu trí tuệ. Thì có 8 cái tích cực và 2 cái tiêu cực. Trong 2 cái tiêu cực đó là nỗi sợ và ma túy rượu. Tức là nghiện ngập. Cái thứ 8 ở đây nó chính là thuộc về một nhóm trí tuệ ưu tú. Khi bạn thuộc về một nhóm trí tuệ ưu tú thì nó đòi hỏi là bạn phải tương tác hàng ngày. Nó đòi hỏi bạn phải tương tác hàng ngày. Thì cái nhóm trí tuệ ưu tú tương tác hàng ngày này nó sẽ cộng hưởng và kích thích bạn. Thì Eagle Club là một cái môi trường để tạo ra cái sự tương tác kích thích hàng ngày này. Người này nói người kia chia sẻ. Ví dụ như trong thời gian qua Covid, cái nhóm Sales Success 123, nhóm 1 thì chủ yếu ở nước ngoài, Mỹ và Anh, Đức, Pháp, Paris vân vân. Thì chúng ta cũng có một cái thời gian gần gũi với nhau hàng tuần, tối thứ tư hàng tuần trong suốt mùa dịch. Thì cái nhóm trí tuệ này cũng rất là tốt, các anh chị nước ngoài rất là thích cái chương trình vì họ không có cái được điều kiện học tập với tôi. Nhưng mà Eagle Club ấy là liên tục. Trong suốt cái thời gian Covid giai đoạn đầu, giai đoạn mà nặng nề nhất ấy, thì cả cái hòn đảo đây là các anh chị thuê gần hết cái resort ở đấy. Để các anh chị dịch chuyển đến ở cùng với tôi. Tất nhiên là khi đi thì mang theo gia đình, mang theo con cái ở đấy. Thì nó cấm vận mà, có làm ăn gì đâu. Cái đợt mà dịch mà cấm hết các nhà khách sạn, nhà hàng và các cái công ty đấy. Thì di chuyển về hết, đi bằng ô tô ra đấy hết, ở hết ngoài. Và ở cạnh tôi như vậy thì hàng đêm là nghe câu chuyện rồi gần gũi. Nó cũng kích thích cái trí tuệ của chúng ta. Thì mỗi người sẽ có những mục tiêu cuộc đời khác nhau anh chị, không giống nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự biến đổi của chúng ta nó ảnh hưởng đến làng xã, họ hàng. Đặc biệt là những người ở vùng nông thôn như anh Mạnh là vùng thành phố nhưng mà ngoại vô thành phố. Hay là anh Biên là ngoại ô Hà Nội. Thì nó ảnh hưởng đến cả làng, cả xã. Cho nên chúng ta đang có được những cái, cho nên nếu mà bảo chỉ kiếm tiền thì đâu chả kiếm được. Nhưng mà có những cái ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng thì đó là cái đích mà chúng ta phấn đấu. Thế thôi, ta lâu lâu thế được không anh chị? Nhá, vài câu chuyện thế. Còn nếu có thời gian anh chị em lên hỏi mọi người. Trên này ai cũng có câu chuyện cả. Mọi người đều có câu chuyện. Câu chuyện thì ta nghe để biết. Đừng bao giờ phải phấn đấu bằng họ. Bởi vì chúng ta là bản sao duy nhất. Ta cũng sẽ viết nên thiên anh hùng ca của chính chúng ta. Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói. Quay sang bên cạnh hai file nào. Tôi là chính tôi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo,
hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.